giải cứu người phụ nữ bị cuốn cánh tay vào máy ép nước mía ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc ép nước mía bán cho khách, một cánh tay của nạn nhân bị cuốn vào máy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến các máy ép mới đưa được nạn nhân ra ngoài, chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Khoảng 11 giờ ngày mùng 5 tháng 10, người phụ nữ ngoài 30 tuổi trong lúc bán nước mía tại cửa hàng trên đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, bất ngờ bị cuốn cánh tay trái vào máy ép. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương liền chạy đến ngắt điện. Tuy nhiên, cánh tay nạn nhân bị kẹt giữa hai trục của máy ép không thể đưa ra ngoài. Vụ việc khiến nạn nhân la hét đau đớn. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an quận 6 đã đến sử dụng công cụ chuyên dụng các máy ép mới đưa được cánh tay nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bị dập và chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Theo người dân địa phương, người phụ nữ là chủ tiệm bán nước mía. Trong lúc ép mía bán cho khách thì không may gặp nạn.